nằm ở miền Nam Thái Lan, Tinsulanon là sân vận động đa năng ở tỉnh Songkhla. Sân vận động Tinsulanon được xây dựng vào năm 1987 dưới thời tướng Prem Tinsulanon, một người được người dân Songkhla tôn trọng và kính trọng. Ông từng là thủ tướng Thái Lan. Sân vận động được đặt theo tên ông để vinh danh và tưởng nhớ những đóng góp của ông cho tỉnh Songkhla và Thái Lan. Từ năm 2014 đến 2015, sân vận động đã trải qua một đợt cải tạo lớn. Việc cải tạo sân vận động sử dụng ngân sách từ tổ chức hành chính tỉnh Songkhla và sự hỗ trợ từ chính phủ với tổng ngân sách khoảng 300 triệu baht. Điều này bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, chỗ ngồi của khán giả, ánh sáng và các cơ sở khác cần thiết cho các sự kiện thể thao quốc tế. Sân vận động sau đó tiếp tục được cải tạo vào năm 2019. Gần đây nhất để chuẩn bị cho King Cup 2024, sân vận động Tinsulanon đã lắp đặt đầy đủ ghế ngồi trên khán đài. Sức chứa của sân vận động này hiện tại là 24.121 chỗ ngồi. Đây hiện là sân nhà của Songkhla FC, đội bóng đang chơi tại Thai League 3.